chuyện gì vậy hả Nikki? Con cần một chiếc xe. Mẹ có cái này. Ok. Ok. Bánh xe đẹp. Xong rồi. Xe của em tốt hơn. Cho anh chơi đi. Của anh, của em, của anh, của em. Đó là xe của em. Chuyện gì vậy hả Flash? Con muốn đồ chơi mới. Mẹ có một thứ nè. Ok. Thật kinh ngạc. Tặng mẹ à? Chúng ta sẽ dùng chung.